Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 6 thiết kế mạch tuần thứ 3 của môn thực hành thiết kế vi mạch số với Verilog. Sang nội dung thứ 3, hiển thị ký tự trên LCD chuẩn 8 bit. Bài 601 yêu cầu như sau: thiết kế mạch giao tiếp điều khiển LCD theo chuẩn 8 bit, hiển thị 80 ký tự cố định trên 4 hàng của LCD 20x4, có CK hệ thống tần số 50 MHz. Button 0 làm reset, có SVKB điều khiển tắt mở đèn backlight của LCD. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết đồ hình trạng thái FSM điều khiển LCD. Thứ hai là biết thiết kế các khối chức năng và kết nối các khối. Thứ ba là biết lập trình thiết kế mạch dùng ngôn ngữ Verilog. Thứ tư là biết quan sát, đánh giá kết quả trên kit FPGA. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và bây giờ ta sẽ đi vào bước thứ nhất, tiến hành xây dựng sơ đồ khối. Từ yêu cầu của đề bài, ta tiến hành thiết kế hai khối con. Khối thứ nhất có tên là LCD gắn dữ liệu. Khối thứ hai là LCD khởi tạo hiển thị. Còn đây là module LCD 20x4. Và bây giờ chúng ta sẽ đi kết nối các khối này lại với nhau. Và đây là kết quả. Đã kết nối hai khối LCD gắn dữ liệu với khối LCD khởi tạo hiển thị để điều khiển module LCD 20x4. Như vậy, bước thứ nhất đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ hai, tiến hành phân tích. Để thuận tiện cho việc gắn chân cũng như việc kiểm tra kết quả trên kit FPGA sau khi thiết kế xong, thì ta thiết kế thêm một khối bao phủ ở bên ngoài, được đặt tên là LCD hiển thị 80 ký tự. Các tín hiệu ngõ vào gồm có CK hệ thống button 0, switch power. Các tín hiệu ngõ ra gồm có LCD DB 8 bit, LCD RS, LCD E, LCD power. Ba tín hiệu này đều là 1 bit. Bây giờ ta sẽ tiến hành phân tích chức năng của các khối, bắt đầu với khối LCD gắn dữ liệu. Khối này chúng ta quan sát không có tín hiệu ngõ vào, chỉ có tín hiệu ngõ ra là LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Mỗi một tín hiệu ngõ ra này là 160 bit. Một câu hỏi đặt ra, tại sao là 160 bit? Do LCD của chúng ta đang điều khiển là 20x4, có nghĩa là có 4 hàng và mỗi hàng là 20 ký tự. Mỗi một ký tự là 8 bit, cho nên số bit cho mỗi hàng là ta lấy 20 ký tự nhân 8, ta sẽ được 160 ký tự. Chính vì thế, 4 tín hiệu ngõ ra này thì mỗi một tín hiệu đều được khai báo là 160 bit, tương ứng với 20 ký tự cho mỗi hàng. Bốn tín hiệu ngõ ra LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 của khối LCD gắn dữ liệu sẽ được nối đến 4 ngõ vào LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 của khối LCD khởi tạo hiển thị thông qua 4 tín hiệu trung gian tương ứng LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Chức năng của khối LCD gắn dữ liệu là dùng để gắn dữ liệu hiển thị trên 4 hàng của LCD. Theo yêu cầu của đề bài là hiển thị 80 ký tự trên 4 hàng của LCD. Như vậy, 20 ký tự đầu tiên chúng ta sẽ gắn cho tín hiệu ngõ ra LCD hàng 0 và 20 ký tự này sẽ hiển thị trên hàng 0 của LCD. Tương tự cho 20 ký tự tiếp theo được gắn cho tín hiệu ngõ ra LCD hàng 1 và khi đó chúng sẽ hiển thị trên hàng 1 của LCD. 20 ký tự tiếp theo sẽ gắn cho tín hiệu ngõ ra LCD hàng 2 và nó sẽ hiển thị trên hàng 2 của LCD. Cuối cùng là 20 ký tự còn lại sẽ gắn cho tín hiệu ngõ ra LCD hàng 3 và sau đó nó sẽ hiển thị trên hàng 3 của LCD. Tiếp theo là khối LCD khởi tạo hiển thị. Khối này có các tín hiệu ngõ vào LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Ngõ vào CK hệ thống, ngõ vào reset. Các tín hiệu ngõ ra là LCD DB, LCD RS, LCD E. Khối này có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là khởi tạo LCD và sau khi khởi tạo xong thì tiến hành quá trình hiển thị 80 ký tự trên 4 hàng của LCD. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích quá trình khởi tạo và hiển thị một cách cụ thể hơn thông qua các đồ hình trạng thái. Đây là đồ hình trạng thái của khối LCD khởi tạo hiển thị. Trạng thái đầu tiên là LCD Initial, xem như là trạng thái khởi tạo LCD. Khi ta cấp điện hoặc sau khi nhấn nút Reset thì trạng thái này sẽ được thực hiện. Ở trạng thái này,
thì khối LCD khởi tạo hiển thị lần lượt gửi mã lệnh ra để khởi tạo LCD. Sau khi gửi hết tất cả các lệnh khởi tạo thì nó sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo là LCD Red Light 0. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi địa chỉ 80, chính là địa chỉ của hàng không, ra LCD, rồi sau đó chuyển sang trạng thái LCD Data Light 0. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ lần lượt gửi từng ký tự của tín hiệu LCD hàng không ra LCD để hiển thị. Và quá trình này sẽ thực hiện cho đến khi nó gửi xong 20 ký tự của tín hiệu LCD hàng không, thì nó sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo là LCD Red Light 1. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi địa chỉ là C0 ra để khởi tạo địa chỉ hàng 1 của LCD, rồi chuyển sang trạng thái LCD Data Light 1. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ lần lượt gửi từng ký tự của tín hiệu LCD hàng 1 ra LCD để hiển thị trên hàng 1 của LCD. Và trạng thái này sẽ kết thúc sau khi nó gửi đủ 20 ký tự của tín hiệu LCD hàng 1, thì nó sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo là LCD Red Light 2. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi địa chỉ 94 ra LCD để bắt đầu địa chỉ cho hàng 2, rồi chuyển sang trạng thái LCD Data Light 2. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi 20 ký tự của tín hiệu LCD hàng 2 ra LCD để hiển thị trên hàng 2 của LCD, rồi chuyển sang trạng thái tiếp theo là LCD Red Light 3. Và ở trạng thái này thì nó sẽ tiến hành gửi địa chỉ D4 ra LCD để bắt đầu khởi tạo địa chỉ cho hàng 4 của LCD, rồi chuyển sang trạng thái tiếp theo là LCD Data Light 3. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ lần lượt gửi 20 ký tự của tín hiệu LCD hàng 3 ra LCD để hiển thị trên hàng 3 của LCD. Và sau khi thực hiện xong thì nó sẽ chuyển sang trạng thái cuối cùng là LCD Stop. Trạng thái này xem như là Delay. Và sau khi hết thời gian Delay thì nó sẽ trở về lại trạng thái LCD Red Light 0 để bắt đầu một chu kỳ hiển thị mới, và cứ thế nó lặp lại. Ở bài 601 này, chúng ta hiển thị 80 ký tự cố định, cho nên khi nó lặp lại thì các ký tự này vẫn không đổi. Nhưng ở các bài khác, các dữ liệu này thay đổi, thì khi chúng ta quay trở lại chu kỳ tiếp theo thì nó sẽ hiển thị các dữ liệu thay đổi. Như vậy, đồ hình trạng thái của khối LCD khởi tạo hiển thị đã được giải thích xong. Và trong đồ hình này, chúng ta có trạng thái LCD Initial, chính là khởi tạo LCD. Để hiểu rõ hơn trạng thái này làm những công việc gì, thì ta có đồ hình trạng thái thứ hai. Đồ hình thứ hai này chính là khởi tạo LCD, bắt đầu với trạng thái Power On, tức là khi cấp điện cho hệ thống, thì nó phải delay 20 mili giây. Sau khi hết 20 mili giây, thì nó chuyển sang trạng thái Function Set. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi mã lệnh Function Set ra cho LCD và chờ hết 37 micro giây thì chuyển sang trạng thái tiếp theo là Display Control. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi mã lệnh Display Control, rồi chờ hết 37 mili giây sẽ chuyển sang trạng thái Clear Display. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ gửi mã lệnh Clear Display ra LCD để xóa màn hình. Và trạng thái này cần một lượng thời gian là 1,52 mili giây. Sau khi hết 1,52 mili giây thì nó sẽ chuyển sang trạng thái Return Home. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị tiến hành gửi mã lệnh Return Home ra LCD, rồi chuyển sang trạng thái Entry Mode Set. Ở trạng thái này thì khối LCD khởi tạo hiển thị sẽ tiến hành gửi mã lệnh Entry Mode Set ra LCD. Và đến đây, quá trình khởi tạo đã thực hiện xong. LCD bây giờ ở trạng thái sẵn sàng hiển thị. Như vậy, tôi đã giải thích xong hai đồ hình này và phân tích chức năng của các khối. Như vậy, bước thứ hai đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ ba, tiến hành viết chương trình cho các khối.
Ta bắt đầu với chương trình của khối chính LCD hiển thị 80 ký tự, phần khai báo các bọt vào ra, CK hệ thống button 0, switch power là các bọt ngõ vào 1 bit, LCDE, LCDRS, LCDB là các bọt ngõ ra 1 bit, LCDDB là bọt ngõ ra 8 bit, khai báo các dây dẫn hay tín hiệu trung gian dùng để kết nối các khối với nhau, LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. 4 tín hiệu này là 160 bit, thực hiện lệnh gán. LCDB chính là ngõ ra, điều khiển đèn backlight sẽ được kết nối với ngõ vào LCD switch power. Khi ngõ vào switch power bằng 0, thì ngõ ra LCD power bằng 0, khi đó nó sẽ điều khiển con transistor tắt và đèn backlight của LCD sẽ tắt. Khi ngõ vào switch power bằng 1, thì ngõ ra LCD power bằng 1 và nó sẽ điều khiển con transistor dẫn cho phép đèn backlight của LCD sáng. Tiếp theo là khối IC1, chính là LCD gán dữ liệu. Phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Các ngõ ra LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 của khối LCD gán dữ liệu sẽ nối đến các tín hiệu trung gian tương ứng LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. IC2 chính là khối LCD khởi tạo hiển thị còn lại. Phần ánh xạ các bọt vào ra như sau. Ngõ vào reset sẽ được nối với button 0 từ bên ngoài. Ngõ vào CK hệ thống được nối với CK hệ thống từ bên ngoài. Các ngõ vào LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 sẽ được nối với các tín hiệu trung gian tương ứng. Ngõ ra LCDRS, LCDE, LCDDB sẽ được nối với các ngõ ra tương ứng từ bên ngoài. Kết thúc chương trình mô tả cho khối chính. Tiếp theo là chương trình mô tả cho khối con LCD gán dữ liệu, phần khai báo các bọt vào ra. LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 là 4 bọt ngõ ra, mỗi bọt là 160 bit. Tiếp theo là 4 lệnh gán cho 4 bọt ngõ ra LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Mỗi một bọt ngõ ra được gán 20 ký tự. Đây chính là các nội dung 80 ký tự sẽ hiển thị trên LCD. Kết thúc một chương trình mô tả cho khối con LCD gán dữ liệu. Tiếp theo là chương trình mô tả cho khối con LCD khởi tạo hiển thị, phần khai báo các bọt vào ra. CK hệ thống reset là 2 bọt ngõ vào 1 bit. LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 là 4 bọt ngõ vào, mỗi bọt 160 bit. LCDRS, LCDE là 2 bọt ngõ ra 1 bit. LCDDB là bọt ngõ ra 8 bit. Tiếp theo là phần parameter 3 down to 0. Tiến hành gán trạng thái LCD initial trong đồ hình trạng thái mà chúng ta đã trình bày ở bước 2 bằng một số nhị phân 4 bit 0000. Trạng thái tiếp theo là LCD red light 0 được gán bằng một số nhị phân 4 bit tương ứng là 0001. Tương tự cho 8 trạng thái còn lại, tổng cộng là 10 trạng thái. Như vậy, phần parameter này thì mỗi một trạng thái trong đồ hình sẽ tương đương với một mã nhị phân. Do có 10 trạng thái, cho nên chúng ta phải sử dụng một số nhị phân 4 bit mới diễn tả đầy đủ được 10 trạng thái. Tiếp theo là khai báo 4 tín hiệu có tên là LCD hàng 0B, hàng 1B, hàng 2B, hàng 3B thuộc dạng mảng 2 chiều, gồm có 20 phần tử từ 0 đến 19 và mỗi một phần tử là 8 bit từ 7 đến 0. Các tín hiệu này dùng để chứa 20 byte ký tự hiển thị cho mỗi hàng tương ứng. Tiếp theo là khai báo các thanh ghi, state là các trạng thái 4 bit. Số lượng xung dùng để đếm xung CK hệ thống tính toán thời gian delay 20 bit, con trỏ pointer 5 bit. Khai báo thanh ghi LCD ERS ER, LCD E ER, hai thanh ghi này là 1 bit. Khai báo thanh ghi LCD DB ER, thanh ghi này là 8 bit. Khai báo tín hiệu mảng 2 chiều tiếp theo là LCD Common viết tắt, gồm có 6 phần tử và mỗi phần tử là 8 bit.
Tiếp theo là các lệnh gán. Lệnh gán đầu tiên là lấy thanh ghi LCD ER gán cho bọt ngõ ra LCD E. Lệnh gán tiếp theo, gán thanh ghi LCD ERS ER cho bọt ngõ ra LCD ERS. Lệnh gán tiếp theo là gán thanh ghi LCD DBR cho bọt ngõ ra là LCD DB. Tiếp theo là 6 lệnh gán 6 hằng số cho mảng 2 chiều LCD common từ phần tử thứ 0 đến phần tử thứ 5. Trong đó hằng số 00 sẽ thực hiện tương ứng với trạng thái power on. Hằng số 3C chính là mã lệnh function set sẽ thực hiện ở trạng thái function set. Hằng số 0C chính là mã lệnh dùng để điều khiển hiển thị màn hình display control sẽ thực hiện tương ứng với trạng thái display control. Hằng số 01 chính là mã lệnh dùng để xóa màn hình để thực hiện trạng thái clear display. Hằng số 02 chính là mã lệnh return home để thực hiện trạng thái return home. Hằng số 06 chính là mã lệnh để thực hiện lệnh entry mode set và nó tương ứng với trạng thái là entry mode set. Tiếp theo là vòng lặp for với biến y xuất phát từ 1, điều kiện để tiếp tục là y nhỏ hơn 21. Mỗi lần thực hiện xong thì tăng y lên 1, xem như là vòng lặp for này thực hiện 20 lần. Và trong vòng lặp for này có 4 lệnh gán. Nó sẽ tách từng nhóm 8 bit của tín hiệu LCD hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3 để gán cho từng phần tử của 4 mảng tương ứng là LCD hàng 0B, hàng 1B, hàng 2B, hàng 3B. Có thể nói một cách ngắn gọn là vòng lặp for này cùng với 4 lệnh gán này đã thực hiện việc copy 80 ký tự chứa trong 4 mảng 1 chiều sang mảng 2 chiều. Tiếp theo là khối OWE A cộng Negative SCK hệ thống. Nếu tín hiệu reset bằng 1 thì các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực hiện bất chấp xung CK. Tiến hành gán trạng thái LCD initial cho thanh ghi stay, gán 0 cho thanh ghi số lượng xung, gán 0 cho thanh ghi con trỏ pointer, gán 0 cho thanh ghi LCD ER, gán 0 cho thanh ghi LCD RSR, gán số hex 00 cho thanh ghi LCD DBR. Ngược lại, nếu tín hiệu reset bằng 0 và có cảnh xuống của xung CK thì các lệnh của nhánh L này sẽ được thực hiện. Khi đó lệnh khê này sẽ được thực hiện căn cứ vào giá trị của stay. Nếu nó là LCD initial, có nghĩa là đang ở trạng thái khởi tạo LCD, thì các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực hiện. Lệnh đầu tiên là lấy số lượng đang bằng 0 cộng 1 bằng 1 gán lại cho số lượng xung. Lệnh tiếp theo, lấy phần tử tương ứng với con trỏ pointer bằng 0 của mảng LCD common chính là 00 gán cho thanh ghi LCD DBR. Lệnh tiếp theo, gán 0 cho thanh ghi LCD ERSR và hai thanh ghi này sẽ được xuất ở ngõ ra để điều khiển LCD. Lệnh if tiếp theo tiến hành kiểm tra số lượng xung xem có bằng 10 hay không. Do số lượng xung bằng 1 cho nên điều khiển này sẽ sai. Nhánh L này và lệnh if này sẽ được thực hiện. Kiểm tra số lượng xung có bằng 30 hay không, sai luôn. Thì nhánh L cuối cùng sẽ được thực hiện và lệnh if này tiến hành kiểm tra số lượng xung xem có bằng 164.000 hay không và điều kiện này cũng sai luôn. Kết thúc các lệnh nằm giữa begin và end và tiếp tục ở trạng thái initial này. Khi có cảnh xuống của xung CK hệ thống tiếp theo thì lệnh khê tiếp tục được thực hiện và nó vẫn còn đang ở trạng thái LCD initial. Các lệnh nằm giữa begin và end này tiếp tục được thực hiện. Số lượng xung đang bằng 1 cộng 1 là 2 rồi gán lại cho chính nó. Hai lệnh này không có gì thay đổi so với lần đầu. Điều kiện của các lệnh if này vẫn tiếp tục sai và quá trình này cứ thế tiếp tục cho đến khi số lượng xung bằng 10. Khi đó điều kiện của lệnh if này sẽ đúng. Nó sẽ thực hiện lệnh gán
một cho thanh ghi LCD ER, và khi đó nó sẽ làm cho tín hiệu LCD E ở ngõ ra lên mức 1. Rồi khi có cảnh xuống của xung CK hệ thống tiếp theo thì số lượng xung bây giờ sẽ tăng lên 11. Khi đó điều kiện của lệnh IF này sẽ sai. Và quá trình này cứ thế tiếp tục cho đến khi số lượng xung bằng 30 thì điều kiện của lệnh IF này bây giờ đúng. Lệnh này sẽ được thực hiện. Gắn không cho thanh ghi LCD ER, và khi đó tín hiệu LCD E ở ngõ ra sẽ xuống mức 0. Kết hợp hai quá trình này, tức là ta đã tạo ra một xung chốt cho tín hiệu LCD E để báo cho vi điều khiển bên LCD biết rằng đã có dữ liệu mới, tiến hành nhận dữ liệu về. Khi có cảnh xuống của xung CK hệ thống tiếp theo thì số lượng xung bây giờ tăng thêm một nữa là 31. Điều kiện của lệnh IF này sẽ sai. Quá trình này cứ thế tiếp tục cho đến khi số lượng xung bằng 164.000 thì điều kiện này sẽ đúng và các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực hiện. Tiến hành xóa số lượng xung về 0 để phục vụ cho lần tiếp theo. Kiểm tra con trỏ xem có bằng 5 hay không. Ban đầu con trỏ bằng 0 cho nên điều kiện của lệnh IF này sai. Khi đó nhánh L này sẽ thực hiện. Con trỏ bằng 0 cộng 1 bằng 1 gán lại cho chính nó. Như vậy, những gì mới vừa thực hiện là đã thực hiện xong trạng thái power on. Và bây giờ nó tiếp tục ở trạng thái này. Để giúp cho các bạn dễ hiểu thì tôi có trình bày lại đồ hình khởi tạo LCD và những gì đã trình bày tương ứng với trạng thái power on. Sau khi thực hiện xong trạng thái này thì con trỏ pointer bây giờ bằng 1. Quá trình này được lặp lại và lần này nó sẽ lấy phần tử tương ứng với con trỏ bằng 1 của mảng LCD Common. Kết quả là hằng số 3C sẽ được gửi ra cho vi điều khiển bên LCD. Hằng số này chính là mã lệnh function set tương đương với trạng thái function set trong đồ hình trạng thái. Rồi cũng tạo xung E rồi chờ đủ 164.000 xung thì tiếp tục reset lại số lượng xung, tăng con trỏ lên 1 là 2. Khi con trỏ pointer bằng 2 thì nó sẽ lấy phần tử thứ hai của mảng LCD Common chính là 0C gửi ra vi điều khiển của LCD để thực hiện trạng thái Display Control, rồi lại tăng lên 1 là 3, lấy phần tử 01 để gửi ra LCD và tương ứng với trạng thái là Clear Display, rồi tăng lên 1 là 4. Điều kiện này vẫn chưa đúng, nó sẽ lấy phần tử thứ 4 của mảng là 02 gửi ra vi điều khiển của LCD tương ứng với trạng thái Return Home, rồi tiếp tục tăng lên 1 là 5 và nó sẽ lấy phần tử thứ 5 tương ứng với hằng số là 06, chính là mã lệnh Entire Mode Set gửi ra vi điều khiển của LCD. Và khi thực hiện xong thì con trỏ pointer bây giờ bằng 5 rồi, thì khi đó điều kiện của lệnh IF này sẽ đúng. Nó sẽ thực hiện lệnh gán LCD Red Light 0 cho thanh ghi Stay, rồi chờ xung CK để chuyển trạng thái. Như vậy, quá trình khởi tạo LCD đã thực hiện xong. Và bây giờ, nó sẽ chuyển sang trạng thái LCD Red Light 0. Sau khi chuyển sang trạng thái LCD Red Light 0 thì các lệnh nằm giữa Begin và End này sẽ được thực hiện. Tiến hành tăng số lượng xung lên 1. Thực hiện lệnh gán hằng số 80 cho thanh ghi LCD DBR. 80 này chính là địa chỉ để khởi tạo cho LCD ở hàng 0. Lệnh tiếp theo là gán 0 cho thanh ghi LCD RSE. 0 này để báo cho vi điều khiển biết 80 này chính là mã lệnh. Lệnh IF tiến hành kiểm tra số lượng xung xem có bằng 10 hay chưa. Do số lượng xung bằng 1 cho nên điều kiện này sẽ sai. Và các điều kiện của nhánh L này tiếp tục sai. Và các lệnh giữa Begin và End này tiếp tục được thực hiện khi có xung CK tiếp theo. Số lượng xung tiếp tục tăng và đến một lúc nào đó thì số lượng xung sẽ bằng 10. Điều kiện của lệnh IF này sẽ đúng và lệnh gán này sẽ được thực hiện. Gán 1 cho thanh ghi LCD ER, rồi lại tiếp tục
tăng số lượng xung theo xung CK hệ thống, và điều kiện số lượng xung bằng 30 sẽ xảy ra. Khi đó nó sẽ thực hiện lệnh gán 0 cho thanh ghi LCD ER. Hai lệnh gán này là đã tạo ra một xung chốt cho tín hiệu LCD E để điều khiển, vì điều khiển bên LCD biết rằng đã có dữ liệu mới xuất hiện ở 8 ngõ vào LCD DB. Và quá trình này cứ thế tiếp tục, số lượng xung sẽ tăng theo xung CK hệ thống cho đến khi số lượng xung bằng 5000 thì điều khiển của lệnh IF này sẽ đúng. Các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực thi, tiến hành gán số lượng xung bằng 0, pointer bằng 0 và gán LCD DataLine 0 cho thanh ghi stay, rồi chờ xung CK để chuyển từ trạng thái LCD ERESLINE 0 sang trạng thái LCD DataLine 0. Sau khi đã chuyển sang trạng thái LCD DataLine 0 thì các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực hiện theo xung CK. Khi có xung CK thứ nhất thì số lượng xung sẽ tăng lên 1 và lệnh gán này sẽ tiến hành lấy phần tử thứ 0 của mảng LCD hàng 0B gán cho thanh ghi LCD DB ER, gán hàng số 1 cho thanh ghi LCD ERS ER với hàng số 1 này để báo hiệu cho vi điều khiển bên LCD biết rằng những gì xuất hiện ở ngõ ra LCD DB chính là dữ liệu để hiển thị trên LCD, rồi tiến hành kiểm tra số lượng xung xem có bằng 10 hay không, các điều kiện này sai và kết thúc, rồi chờ xung CK tiếp theo. Khi có xung CK tiếp theo thì số lượng xung sẽ tăng lên 1 và đến một lúc nào đó thì số lượng xung sẽ bằng 10, làm cho tín hiệu LCD E lên mức 1. Rồi khi số lượng xung bằng 30 thì tín hiệu LCD E xuống mức 0. Rồi đến một lúc nào đó số lượng xung sẽ bằng 5000 và các lệnh giữa begin và end này sẽ được thực hiện. Tiến hành reset lại số lượng xung, rồi kiểm tra con trỏ pointer xem có bằng 19 hay chưa. Do con trỏ pointer mới bằng 0 cho nên điều kiện này sẽ sai. Con trỏ sẽ tăng lên 1 bằng 1 và trạng thái LCD DataLine 0 này tiếp tục được thực hiện. Và quá trình này cứ thế cho đến khi con trỏ bằng 19 thì 20 ký tự của mảng LCD hàng 0B đã được gửi ra LCD để hiển thị trên hàng 0 của LCD. Và khi con trỏ pointer bằng 19 thì nó sẽ thực hiện lệnh gán tương ứng. LCD ERESLINE 1 sẽ được gán cho thanh ghi STAY để chuyển sang trạng thái khởi tạo địa chỉ hàng 1. Sau khi có cảnh xuất của xung CK hệ thống thì nó sẽ chuyển sang trạng thái LCD ERESLINE 1 và các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực hiện. Và nó hoàn toàn giống như khởi tạo địa chỉ hàng 0, chỉ khác là địa chỉ của hàng 1 bây giờ là C0. Và sau khi khởi tạo xong địa chỉ hàng 1 thì nó sẽ chuyển sang trạng thái LCD DataLine 1. Khi chuyển sang trạng thái LCD DataLine 1 thì các lệnh nằm giữa begin và end này được thực hiện giống như là LCD DataLine 0, chỉ khác là nó gửi 20 ký tự của mảng LCD hàng 1B ra LCD để hiển thị ở hàng 1 của LCD. Và sau khi gửi xong 20 ký tự thì nó sẽ chuyển sang trạng thái LCD ERESLINE 2. Khi đã chuyển sang trạng thái LCD ERESLINE 2 thì các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ được thực hiện theo xung CK hệ thống. Và quá trình này được thực hiện giống như khởi tạo địa chỉ LCD ERESLINE 0 line 1. Và sau khi khởi tạo xong địa chỉ LCD ERESLINE 2 thì nó sẽ chuyển sang trạng thái LCD DataLine 2. Sau khi đã chuyển sang trạng thái LCD DataLine 2 thì các lệnh nằm giữa begin và end này sẽ thực hiện theo xung CK hệ thống. Và quá trình này giống như đã trình bày, hiển thị LCD DataLine 0 line 1. Chức năng của nó sẽ gửi 20 ký tự
của mảng LCD hàng 2B ra LCD để hiển thị trên hàng 2 của LCD. Và sau khi thực hiện xong thì nó sẽ chuyển sang trạng thái LCD Red Light 3. Tương tự như những gì đã trình bày thì khi chuyển sang trạng thái LCD Red Light 3, nó sẽ tiến hành khởi tạo địa chỉ LCD hàng 3, rồi chuyển sang trạng thái LCD Data Light 3. Khi chuyển sang trạng thái LCD Data Light 3 thì quá trình thực hiện giống như đã trình bày, nó sẽ tiến hành gửi 20 ký tự của mảng LCD hàng 3B ra LCD để hiển thị 20 ký tự trên hàng 3 của LCD, rồi chuyển sang trạng thái LCD Stop. Khi đã chuyển sang trạng thái LCD Stop thì số lượng xung sẽ tăng theo xung CK hệ thống, và khi số lượng xung chưa bằng 1 triệu thì tiếp tục ở trạng thái LCD Stop cho đến một lúc nào đó thì số lượng xung sẽ bằng 1 triệu, tương đương với lượng thời gian bằng 1 triệu nhân với chu kỳ của mỗi xung CK hệ thống là 20 nano giây, tương đương với lượng thời gian delay là 20 mili giây. Sau khi số lượng xung bằng 1 triệu rồi thì sẽ reset lại số lượng xung, rồi chuyển sang trạng thái LCD Red Light 0, xem như là bắt đầu lại một chu kỳ điều khiển LCD hiển thị từ hàng 0 đến hàng 3 trở lại. Kết thúc chương trình mô tả cho khối con LCD khởi tạo hiển thị. Như vậy, bước thứ 3, viết chương trình cho các khối đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 4. Tiến hành ép file gắn chân, tổng hợp code và nạp file cấu hình vào chip FPGA. Đây là các chân được cho phép trong bài 601 này, gồm có CK hệ thống, button 0, switch power, LCD ERS, LCD E, LCD power và LCD DB từ 0 đến 7. Còn đây là toàn bộ chương trình của bài 601. Chương trình chính có tên là LCD hiển thị 80 ký tự. Bên trong có hai khối con. IC1 chính là LCD gán dữ liệu, IC2 chính là LCD khởi tạo hiển thị, và cuối cùng là file gán chân. Đây là kết quả của việc tổng hợp và tạo file cấu hình. Như vậy, bước thứ 4 đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit FPGA. Trước khi tiến hành quan sát, chúng ta cần xác định các thành phần trên kit này. Đây là chip FPGA mang mã số XC3S500E BW208. Còn đây là nút nhấn reset. Đây là switch power dùng để tắt mở đèn backlight, và hiện tại nó có giá trị là 1, cho nên đèn backlight của LCD sáng. Còn đây là LCD 20x4 đang hiển thị 4 hàng, tổng cộng là 80 ký tự. Và bây giờ mời các bạn quan sát sự thay đổi của switch power. Như vậy, yêu cầu của bài 601 đã thực hiện xong, chỉ hiển thị 80 ký tự trên LCD và 80 ký tự này cố định. Chỉ có ngõ vào switch power ở mức 0 thì đèn backlight tắt, mức 1 thì đèn backlight sáng. Yêu cầu của bài 601 đã thực hiện xong, các bạn xem phần nội dung trình bày có vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài 601 này.